gì nữa. Từ từ thầy cứ bình tĩnh. Bộ phận nhã tơ của con nhện nằm ở vị trí nào? Nó nhả tơ cái đuôi nhả tơ hả thầy? Có. Sao nữa, có hỏi không? Thầy ơi, thầy nó nhả tơ ở đâu thầy? Biết trách liền hỏi câu hỏi không? Đổi câu hỏi. Câu hỏi được thay đổi như sau. Nữa à? Câu này mới khó đây. Câu này mới khó đây. Để mình coi coi sao nha. Vị trí của ngôi sao hồng trên mảnh gỗ màu xanh dương khi được ghép hoàn chỉnh vào khung sẽ ở đâu? Khoan từ từ. Thôi thầy ơi, đổi ngược lại câu nãy đi thầy ơi. Cái này qua đây. Nằm đây nè. Cái này hả thầy? Đúng rồi. Bây giờ sao, mình chọn câu này hay mình trả lời câu trước? Câu đó đi. Dạ, câu này chọn. Đúng không ạ? Đúng rồi, câu này. Nếu như đã chọn câu này thì sẽ cho Trâm biết được kết quả của câu trước nha. Dạ. Mời quay trở lại con nhện. Đây. Vị trí chính xác của nó nằm ở đâu đây? Đấy chưa? Hồi nãy hỏi không chịu. Có biết đâu mà nói chịu hay không chịu. Tôn Sắc 100 năm từ Úc hân hạnh đồng hành cùng chương trình.